Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Israel không kích dữ dội vào Lebanon, phá hủy hơn 1.000 tên lửa của Hezbollah. Theo thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF, các đợt không kích của không quân nước này trong tối 19 tháng 9 đã phá hủy 100 bệ phóng với khoảng 1.000 quả tên lửa của Hezbollah. Ngoài ra, nhiều tòa nhà, cấu trúc quân sự và kho chứa vũ khí của nhóm vũ trang Lebanon cũng bị san phẳng. Hoạt động tấn công được đặc biệt đẩy mạnh từ chiều tối qua sau khi IDF xác nhận có 2 binh sĩ thiệt mạng và 9 quân nhân bị thương trong các cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah vào miền Bắc Israel. Theo một số nguồn tin an ninh Lebanon, loạt cuộc không kích tối 19 tháng 9 nằm trong số những đợt oanh tạc dữ dội nhất của Israel vào Lebanon kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới đầu tháng 10/2023 giữa IDF và Hezbollah. Cùng với việc đẩy mạnh không kích vào Lebanon, quân đội Israel kêu gọi người dân tại các cộng đồng dân cư khu vực biên giới phía Bắc tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng bị, bao gồm việc ở gần các hầm trú ẩn, hạn chế di chuyển ra ngoài và tập trung đông người. Hồi giữa tuần, IDF cũng thông báo đã triển khai tăng cường thêm một sư đoàn tác chiến từ giải Gaza về mặt trận phía Bắc nhằm chuẩn bị cho kịch bản leo thang chiến sự với Hezbollah. Thế giới Ả Rập và Hồi giáo hoan nghênh nghị quyết yêu cầu Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Palestine. Ngày 18 tháng 9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc UNGA đã thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong vòng 12 tháng. Nghị quyết đã được nhiều quốc gia trên thế giới hoan nghênh, trong đó nhiều tổ chức và quốc gia thuộc thế giới Ả Rập và Hồi giáo đã ủng hộ. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC đánh giá đây là nghị quyết mang tính lịch sử, phản ánh sự đồng thuận quốc tế đối với sự nghiệp và các quyền hợp pháp người Palestine, bao gồm quyền tự quyết và thành lập một nhà nước độc lập, có chủ quyền trong phạm vi biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô. OIC kêu gọi tất cả các quốc gia hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc yêu cầu Israel tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp và các nghị quyết quốc tế liên quan, tái khẳng định vấn đề Palestine là ưu tiên trong chương trình nghị sự và các nỗ lực chính trị của tổ chức này, đặc biệt trong kỳ họp thứ 79 của UNGA. OIC cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc triệu tập một hội nghị quốc tế để thực hiện các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc về Palestine và giải pháp hai nhà nước, như một phần trong nỗ lực toàn cầu rộng lớn hơn nhằm đạt được hòa bình lâu dài tại khu vực. Bộ Ngoại giao Saudi Arabia ra tuyên bố bày tỏ sự hoan nghênh của vương quốc này đối với việc thông qua nghị quyết, nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các bước cụ thể và đáng tin cậy để đạt được một giải pháp công bằng và toàn diện cho sự nghiệp của người Palestine theo sáng kiến hòa bình của người Ả Rập và các nghị quyết quốc tế liên quan. Bộ Ngoại giao Qatar cho rằng, việc thông qua nghị quyết của đa số 124 quốc gia đã phản ánh rõ ràng sự chính nghĩa của người Palestine, thể hiện sự công nhận rộng rãi của quốc tế đối với quyền tự quyết của người dân Palestine như một quyền tự nhiên, hợp pháp và lịch sử, đồng thời bày tỏ hy vọng tất cả các quốc gia sẽ tuân thủ nghĩa vụ của mình theo luật pháp và các nghị quyết quốc tế liên quan. Nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine là nghị quyết đầu tiên được chính quyền Palestine chính thức đưa ra kể từ khi họ giành được một ghế tại các cuộc họp của UNGA và được quyền đề xuất dự thảo nghị quyết. Cộng đồng quốc tế đánh giá đây là một thắng lợi chính trị, cũng như là bước ngoặt trong cuộc đấu tranh giành tự do và công lý của người Palestine. Tờ Telegraph đưa tin, một vụ nổ lớn và đám mây hình nấm đã bốc lên từ một khu liên hợp nhà kho rộng lớn ở thị trấn Toropets thuộc tỉnh Tver của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 480 km. Một nguồn tin an ninh Ukraine cho hay, khu nhà kho này là nơi chứa các vũ khí tiên tiến nhất của Nga, gồm cả bom dẫn đường, các khẩu pháo và hệ thống S-400. Khói bốc lên từ các đám cháy cao tới mức từ ngoài vũ trụ cũng có thể nhìn thấy. Các vệ tinh của NASA phát hiện nhiệt từ một địa điểm ở tỉnh Tver, và các trạm giám sát đã ghi lại những gì các cảm biến ghi nhận, được cho là một trận động đất nhỏ. Thống đốc khu vực Igor Rudenja cho biết trên mạng xã hội rằng, lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt đám cháy ở thị trấn Toropets, nhưng không nêu rõ đám cháy là gì. Các quan chức ở quận Zapadnopinsky của tỉnh Tver cũng báo cáo tình trạng mất điện. Một nguồn tin trong cơ quan an ninh SPU của Ukraine cho biết, một kho vũ khí và đạn dược của Nga đã bị phá hủy. Theo nguồn tin này, UAV đã gây ra một vụ nổ cực mạnh tại nhà kho lớn của Cục Tên lửa và Pháo binh thuộc Bộ Quốc phòng Nga ở thị trấn Toropets. Hiện chưa có thông tin thương vong nào được đưa ra và Moscow cũng chưa bình luận. Năm 2018, hãng AIA của Nga cho biết một kho vũ khí tên lửa, đạn dược và thuốc nổ đang được xây dựng tại Toropets. Tỉnh Tver nằm ở phía tây bắc của Moscow và gần biên giới với Belarus.
các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga đã gia tăng khi nước này tăng cường sản xuất máy bay không người lái trong nước, khi các quan chức Kiev cho biết họ nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Moscow. Thống đốc của vùng Tver, miền Tây Nga đã ra lệnh sơ tán một phần thị trấn Toropets, thủ phủ hành chính của quận Toropetsky sau khi nơi này bị máy bay không người lái UAV của Ukraine tấn công. Hãng tin Sputnik trích dẫn lời thống đốc Igor Rudenja cho biết, các hệ thống phòng không địa phương đã được kích hoạt để bắn hạ UAV thù địch sáng sớm nay 18 tháng 9. Các mảnh vỡ của UAV sau đó đã rơi xuống, làm bùng phát một đám cháy ở Toropets, thị trấn 11.000 dân ở tây bắc Moscow. Theo văn phòng thống đốc vùng Tver, ông Rudenja đã ra lệnh sơ tán một phần cư dân khỏi khu vực đang kích hoạt hệ thống phòng không và có lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp nỗ lực dập tắt hỏa hoạn. Hiện chưa có báo cáo về trường hợp thương vong nào trong sự cố. Bộ Quốc phòng Nga thống kê, các lực lượng nước này đã bắn hạ tổng cộng 54 UAV của Ukraine qua đêm tại 5 khu vực khắp đất nước. Hãng thông tấn TASS dẫn lời thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Glaskov kể, một UAV cảm tử của đối phương đã đâm vào một chiếc xe buýt ở thành phố biên giới Sepekino, làm 4 thường dân bị thương. Thành phố có số dân trước xung đột là 40.000 người này, thường xuyên bị pháo kích và tấn công bằng UAV kể từ năm 2022. Nhà chức trách Nga cáo buộc các lực lượng Kiev trong những tháng gần đây đã tăng cường tập kích bằng UAV vào sâu bên trong lãnh thổ nước láng giềng, chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và đôi khi là các khu dân cư. Đầu tháng này, UAV đã oanh tạc 3 tòa nhà chung cư cao tầng ở thành phố Ramenskoye, ngoại ô thủ đô Moscow, khiến một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên kể chi tiết về vụ ám sát hụt trên sân golf, ông Trump đã ca ngợi mật vụ Mỹ và người dân vì báo cáo thông tin chi tiết phương tiện của nghi phạm Ryan Wesley Ross. Mật vụ Mỹ đã kịp thời phát hiện âm mưu ám sát nhằm vào ông Donald Trump khi ông đang chơi golf ở câu lạc bộ golf Trump International tại West Palm Beach, bang Florida hôm 15 tháng 9. Mọi thứ đều tuyệt đẹp, nơi tuyệt vời để đến, và đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ trên không. Tôi đoán có lẽ đó là 4 hoặc 5 tiếng và nghe giống như tiếng đạn, nhưng các mật vụ biết ngay đó là tiếng đạn. Guardian dẫn lời ông Trump nói hôm 16 tháng 9. Trong lần đầu tiên xuất hiện sau vụ ám sát hụt trên sân golf, ông Trump đã cảm ơn mật vụ Mỹ và cho biết ngay sau khi nghe thấy tiếng súng, chúng tôi đã lên xe và di chuyển khá nhanh. Tôi đi cùng một đặc vụ và người đó đã làm việc tuyệt vời. Mọi người đều làm việc tuyệt vời, ông Trump nhớ lại. Ông Trump cho biết thêm, tiếng súng là từ súng của một đặc vụ bắn vào phía nòng súng, chĩa ra từ bụi rậm trên sân golf. Người kia không bắn được phát nào, ông Trump nói ám chỉ tới nghi phạm. Lời kể của ông Trump về cơ bản trùng khớp với những gì chính quyền Mỹ đã công khai. Ông Ronald Roy Jr., quyền giám đốc mật vụ Mỹ, trước đó cho biết nghi phạm Ryan Wesley Ross đã không bắn bất kỳ phát súng nào, nhưng một đặc vụ đã nổ súng sau khi phát hiện nòng của khẩu súng trường thò qua hàng rào trên sân golf. Nghi phạm đã không bắn bất kỳ phát súng nào vào đặc vụ của chúng tôi. Khi nghe thấy tiếng súng, đội bảo vệ của cựu tổng thống đã ngay lập tức sơ tán ông đến địa điểm an toàn, ông Rowe cho biết. Cũng theo ông Rowe, lịch sử trên điện thoại cho thấy nghi phạm Ross đã bám trụ ở gần sân golf trong khoảng 12 giờ và mang theo sẵn thức ăn trước khi bị mật vụ phát hiện. Ngoài ra, ông Trump còn ca ngợi người dân đã chụp được biển số xe của nghi phạm giúp chính quyền theo dõi chiếc xe. Người đó đã làm một việc phi thường, cựu tổng thống Mỹ nhấn mạnh. Nghi phạm Ross, 58 tuổi, đã ra tòa ở thành phố West Palm Beach hôm 16 tháng 9 và bị cáo buộc hai tội danh gồm sở hữu súng khi đã có tiền án và sở hữu súng với số series bị xóa. Đối tượng có thể còn phải đối mặt với các tội danh khác. Điều đáng nói, Ross đã quyên góp tài chính quy mô nhỏ cho các ứng cử viên dân chủ trong những năm gần đây. Song, đối tượng thừa nhận từng bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016. Vụ việc xảy ra hôm 15 tháng 9 là lần thứ hai trong vòng 2 tháng qua tính mạng của ông Trump bị đe dọa. Trước đó vào ngày 13 tháng 7, ông Trump đã bị thương ở tai sau khi một đối tượng nổ nhiều phát súng trong lúc ông đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. Nghi phạm sau đó đã bị mật vụ Mỹ bắn hạ. Vụ việc khiến cơ quan mật vụ bị chỉ trích dữ dội vì cách xử lý an ninh trong cuộc vận động. Ông Trump điện đàm với Tổng thống Biden, đổ lỗi phe Dân Chủ về vụ ám sát hụt. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Emily Simon, ông Biden và ông Trump đã có một cuộc trò chuyện thân mật vào chiều ngày 16 tháng 9, giờ Mỹ.
Trong đó, nhà lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ bản thân cảm thấy nhẹ nhõm khi biết ông Trump vẫn an toàn. Đáp lại, ông Trump cảm ơn ông Biden vì cuộc gọi. Chúng tôi đã có một cuộc điện đàm tuyệt vời, đó là về sự bảo vệ của mật vụ, ông Trump xác nhận với hãng thông tấn CNN. Đây là cuộc điện đàm thứ hai của cựu tổng thống với người kế nhiệm trong vòng 2 tháng qua. Cả hai từng trao đổi qua điện thoại sau vụ ông Trump bị bắn tại một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania hồi giữa tháng 7. Báo The Hill đưa tin, sau vụ bị nghi phạm Ryan Wesley Root ám sát hụt trong lúc chơi golf ở West Palm Beach, bang Florida chiều ngày 15 tháng 9, ông Trump đã đăng đàn mạng xã hội Truth Social để kêu gọi sự ủng hộ. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Cựu tổng thống viết, lặp lại những lời ông đã thốt ra sau khi sự cố ở Pennsylvania cách đây 2 tháng. Ông Trump cũng gắn một liên kết trong bài đăng, hướng người đọc đến một trang web nơi ông kêu gọi quyên góp cho chiến dịch tái tranh cử của mình với thông điệp: đừng sợ hãi, tôi an toàn và khỏe mạnh, không ai bị thương tích cả. Xin cảm tạ Chúa, trên thế giới này vẫn có những người sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn cản chúng ta, nhưng tôi sẽ không ngừng chiến đấu vì các bạn. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng, tôi sẽ luôn yêu quý các bạn vì đã ủng hộ tôi. Thông qua sự đoàn kết, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trong một bài đăng riêng rẽ trên mạng xã hội X, ông Trump lặp lại cáo buộc rằng những phát biểu của Đảng Dân Chủ là nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ ám sát hụt ông lần thứ hai. Ông Trump cũng trích dẫn việc một số chính khách cùng đảng của Tổng thống Biden mô tả cựu lãnh đạo Nhà Trắng là mối đe dọa đối với nền dân chủ như một yếu tố kích động bạo lực chính trị. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa đồng thời nhắc lại cam kết trong chiến dịch vận động tái tranh cử của mình là ban hành các chính sách nhập cư cứng rắn hơn, mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy nghi phạm Root là người nước ngoài. Tại một sự kiện được truyền phát trực tiếp từ bang Florida nhằm khai trương nền tảng tiền kỹ thuật số của các con trai mình cuối ngày 16 tháng 9, ông Trump cũng đề cập tới việc bị ám sát hụt tới 2 lần, đồng thời ca ngợi cơ quan mật vụ Mỹ vì những nỗ lực bảo vệ của họ. Về lần thoát chết đầu tiên, ông nói đó là do mật vụ Mỹ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với lần thoát chết thứ hai, ông kết luận, có thể Chúa Trời muốn tôi trở thành Tổng thống. Ngay sau sự cố mới nhất xảy ra với ông Trump, Tổng thống Biden và Phó tướng Kamala Harris đều công khai lên án mọi hành vi bạo lực chính trị ở Mỹ. Ông Biden cũng chỉ đạo mật vụ Mỹ huy động mọi nguồn lực để bảo vệ ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa.